hội vì dịch COVID-19. Các lực lượng chức năng tập trung nhiệm vụ phòng chống dịch nên tình trạng xe quá tải lại xảy ra tại nhiều địa phương. Đặc biệt là khu vực có các mỏ vật liệu, các dự án xây dựng, nhà máy xi măng hay là khu công nghiệp. Nhằm hạn chế tình trạng này trong thời gian tới, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị các tỉnh thành duy trì nghiêm công tác kiểm tra tải trọng xe.